số phận của mình đôi lúc không phải do mình quyết định đâu. Bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời có lòng tin và thứ tao cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế, còn nếu không chơi thì để lại xác cho đàn em của mày không vỡ. Hey, nơi tao thường tới, liệu được dạy tại mảnh đất này là sự tôn trọng cách đối nhân xử thế. Nên chị người ta từng hãy khuyên rằng chúng tao phải sống cho tử tế. Đời trai này phải hiên ngang, sống kiêu hãnh như đại bàng. Đừng sấn sát và dây vào đây là nhà mày đêm nay lại sáng. Nếu biết không thì nên sắt dép cút về khu mà tụi mày sống. Chứ đừng kéo bày kéo đám qua đây cà khể trước khi bà chị tao nóng nha. Chừng nào thì gặp đó chứ đừng có ngó qua kiếm ăn. Coi chừng bị giật rồi ngợp chết, ta sẽ cấp cứu tới biến thăm mày. Nên nhớ một điều rằng đây là nơi của tao. Đầy đủ hàng nóng hàng nguội, mày muốn chơi nữa sao? Thôi thì để tao đưa cho mày thêm vài phương án. Về nhà gác kiếm hoàng lương, tìm việc làm rồi nhận lương tháng. Nhập gia thì tiền tục, ở đâu cũng có một lực lại. Rằng biết điều thì tốt chứ làm ngược lại cái kết mà nhận thật tại. Bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời phải có lòng tin và thứ tôi cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế. Còn nếu muốn chơi thì để lại xác cho đàn em của mày khinh vậy. Bên tay trái tôi là đồng minh, còn bên tay phải tôi là huynh đệ. Sống trên đời phải có lòng tin và thứ tôi cần là sự kính nể. Nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế. Còn nếu muốn chơi thì để lại xác cho đàn em của mày khinh vậy. Chị 13, vụ này chị tiêu rồi.